kênh Điện tử Gia Phát xin chào anh chị ạ. Mùa điều đến rồi và chúng ta lại gặp nhau ở video này. Đó chính là cái video clip về sửa kênh điện tử ở Tân Phú, Đồng Nai. Và video này anh chị sẽ thấy được là cả ba cái hình dáng cân, được gọi là cân điện tử inox, cân dạng ghế ngồi và cả cái cân bàn điện tử được sử dụng rất nhiều trong lĩnh vực cân điều. Thì video này chúng ta sẽ nói về khái niệm sửa kênh điện tử. Thông thường thì trong ngành điều á, cái điều chỉ ra trái một mùa một năm thôi, cho nên có nhiều khi anh chị lại cất cái cân trong kho một khoảng thời gian dài rồi đến mùa điều rồi chúng ta mới lấy ra sử dụng. Thì chính cái lúc đầu mùa điều á, thì anh chị cần lắm một công ty cân điện tử nào đấy đến tận nhà của mình và kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và đặc biệt là chuẩn lại cân cho nó đúng. Thì đây chính là video clip mà thực tế mà kênh Tử Gia Phát đã đến Tân Phú, Đồng Nai và đã đến tận xưởng một khách hàng để kiểm tra, bảo dưỡng và chuẩn chỉnh. Đây là một cái dạng cân bàn. Và trước khi cân thì anh chị thường thường phải quan tâm là chúng ta phải xoay chỉnh cái chân đế làm sao cho cái cân nó thăng bằng, để giúp cho cái cân nó thật sự thăng bằng rồi nó mới chuẩn xác theo thời gian được. Và anh kỹ thuật đang làm cái thao tác đó là kiểm tra góc cái cân, giúp cho cái cân nó đúng lại như là lúc ban đầu anh chị mới mua. Có nghĩa là khi mà cái cân đã chuẩn rồi thì cho dù anh chị có đặt trọng lượng ở góc ở chính giữa hay góc thứ tư, thứ ba, thứ hai, thứ nhất thì nó cũng đúng ký như nhau. Và cái cục cảm biến chính giữa cái cân bên dưới cân đây, cái cục cảm biến này đây anh chị, là một cái bộ phận rất quan trọng và anh chị cần vệ sinh và thường nó thường xuyên. Chúng ta không có nên để cho nó bám màng nhện như thế này. Rồi chúng ta khi mà chúng ta cân thì chúng ta nhớ để trọng tâm, tại vì cái dạng cân bàn này nè thì cái bàn nó lớn thì thông thường mình hay để lệch lắm, cho nên là để giúp cái cân nó thật sự chuẩn theo thời gian á, thì ngoài cái việc mà anh chị cần gọi công ty cân điện tử đến để bảo dưỡng cân thường xuyên thì chính bản thân mình cũng khi sử dụng á, chúng ta nên cố gắng đặt trọng tâm và cân chỉnh đúng cái bốn cái chân đế giúp cho cân nó thật sự thăng bằng. Rồi sau đó chúng ta đặt cái vật mà chúng ta cần cân, cái bao điều chẳng hạn, chính giữa trọng tâm của bàn cân thì nó sẽ được bền lâu dài. Và bây giờ cân chuẩn rồi thì đặt cái cân nào nó trọng lượng giống như nhau cả. Và để tìm đến công ty cân điện tử mà có thể sửa cân điện tử tận nơi cho anh chị thì anh chị có thể gọi đến Cân Điện Tử Gia Phát với hai website là cân điện tử gia phát.com hoặc là cân gia phát.com. đây là hai trong những website chuyên về kênh điện tử và chuyên sửa kênh điện tử ở tận nơi, đặc biệt là khu vực Tân Phú, Đồng Nai. Và anh chị xem video này trên YouTube thì anh chị không cần tìm kiếm đâu xa cả, cứ kéo xuống bên dưới video clip này thì Cân Tử Gia Phát cũng để sẵn hai cái đường link rồi, anh chị cứ nhấn vào đó và sẽ tìm đến ngay website của Cân Tử Gia Phát. Hoặc là nhanh hơn cả thì anh chị cứ cầm điện thoại lên và gọi ngay đến số điện thoại hotline hiển thị trên màn hình, thì Cân Tử Gia Phát sẽ lắng nghe một cuộc gọi của chị. Và nếu như mà anh chị cần sửa cân ngay luôn trong lúc mà anh chị đang xem này thì anh chị cứ gọi nhanh đến Cân Tử Gia Phát sẽ có đội ngũ kỹ thuật và di chuyển nhanh đó anh chị. Và nếu anh chị đang xem video này trên YouTube thì anh chị có thể nhấn vào nút subscribe hay nút đăng ký bên dưới video này để nhận được nhiều hơn video clip về sửa kênh điện tử, về hướng dẫn sử dụng. Hoặc là anh chị có thể để lại nhiều cái lời comment, ví dụ như hỏi về giá sửa, hỏi về sửa như thế nào, thì cứ để lại những lời nhận xét hoặc là comment bên dưới video này trên YouTube thì Cân Tử Gia Phát sẽ lắng nghe và phản hồi nhanh nhất có thể. Có thể là qua điện thoại, Cân Tử Gia Phát cũng có thể hướng dẫn cho anh chị tự sửa cân được anh chị nha. Nếu anh chị cần xem lại video này trên YouTube hoặc là gợi ý để cho người thân của mình xem video này trên YouTube thì anh chị cứ mở cái ứng dụng YouTube lên và gõ rằng Cân Gia Phát sửa cân ở Đồng Nai thì YouTube sẽ hiện ra đúng video clip mà anh chị đang xem này, hoặc sẽ hiện ra những cái video clip gợi ý của Cân Điện Tử Gia Phát về sửa kênh điện tử ở Tân Phú, Định Quán hay một địa điểm nào đó ở Đồng Nai mình. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian xem trọn video này. Chúc anh chị nhiều sức khỏe, công việc thuận lợi và kinh doanh phát đạt. Xin cảm ơn ạ.